khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Dương Văn Lợi, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh, chọn địa điểm, sau đó thu hút nhiều người đến tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Ngày 28 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm Dương Văn Lợi, sinh năm 1986, Lê Thành Việt, sinh năm 1971, cùng ngụ xã Nhị Long Phú, Ngô Văn Triệu, sinh năm 1977, ngụ xã Đức Mỹ, Huỳnh Sơn Em, sinh năm 1982, ngụ xã Nhị Long, Huỳnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1996, Lê Minh Tùng, sinh năm 1985, Bùi Văn Sơn, sinh năm 1994, cùng ngụ xã Đại Phước và Lê Văn Út, sinh năm 1996, ngụ xã Nhị Long. Theo kết quả điều tra, trưa ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão, qua tin báo của người dân, Công an huyện Càng Long triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang Lê Minh Tùng, Huỳnh Tuấn Kiệt cùng một số đối tượng khác đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Qua điều tra, Công an huyện Càng Long mời làm việc nhiều đối tượng liên quan và xác định 8 bị can nêu trên có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể, Dương Văn Lợi và Ngô Văn Triệu có hành vi tổ chức đánh bạc, các bị can còn lại có hành vi đánh bạc. Các bị can khai nhận Dương Văn Lợi đứng ra chọn địa điểm đá gà, chuẩn bị cân, băng keo và nhờ Ngô Văn Triệu phụ giúp. Ngày 26 tháng 1, cả hai đang tổ chức đá gà trận thứ 3 thì bị lực lượng công an bắt quả tang.